thích ăn món gì của của Việt Nam? Món gì chị thích nhất của Việt Nam ạ? Vậy hả? Cơm. Chị có thích ăn phở không ạ? Cũng thích nhưng mà ít, bởi vì chị là người miền Trung á, chị thích ăn cơm với những món như bánh tráng hả? Em cảm ơn chị. Anh thích món ăn gì của Hà Tĩnh nhất? Quê em á, chắc là món khoai dẻo rồi, lên YouTube này, YouTube này người ta chắc không không biết là. Chị thích ăn món gì của Việt Nam? Món gì chị thích nhất của Việt Nam ạ? Vậy hả? Cơm. Chị có thích ăn phở không ạ? Cũng thích nhưng mà ít, bởi vì chị là người miền Trung á, chị thích ăn cơm với những món như bánh tráng hả? Em cảm ơn chị. Anh thích món ăn gì của Hà Tĩnh nhất? Quê em á, chắc là món khoai dẻo rồi, lên YouTube này, YouTube này người ta chắc không không biết là.